Đây Kỳ Lân cũng có một cái mặt dây. Mặt dây này là một cái mặt độc quyền Kỳ Lân và được sự yêu quý, yêu thương rất nồng nhiệt của tất cả quý khách hàng. Mặt này cũng vậy, mặt này thì nếu như quý khách đã có những cái sợi dây chuyền rồi thì liên hệ với Kỳ Lân để mua cái mặt. Hoặc nếu quý khách chưa có những sợi dây chuyền thì đặt Kỳ Lân để Kỳ Lân thiết kế luôn cho sợi dây chuyền. Ví dụ như đây là một cái sợi dây mà Kỳ Lân đã thiết kế luôn nè. Ví dụ như đây là một cái sợi dây Kỳ Lân cũng thiết kế để phù hợp với cái mặt này luôn. Và quý khách cũng có thể yêu cầu, có nghĩa là những cái mặt này là Kỳ Lân làm theo nhu cầu và yêu cầu của quý khách. Thì đây là sản phẩm Kỳ Lân đã làm sẵn, thì là vàng hồng rogol. Nếu quý khách có những sợi dây là bằng trắng thì Kỳ Lân sẽ làm bằng vàng trắng. Nếu quý khách có những sợi dây bằng vàng vàng, Kỳ Lân sẽ làm bằng vàng.